Sáng nay, khu phố chính phường Hiệp An, thành phố Thủ dầu một đã tổ chức ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc năm 2022. Đến dự có ông Nguyễn Lộc Hà, ủy viên ban thường vụ, phó chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương. Tại ngày hội, các đại biểu đã ôn lại truyền thống vẻ vang qua 92 năm thành lập mặt trận dân tộc thống nhất Việt Nam và khẳng định vai trò quan trọng của công tác mặt trận trong đấu tranh giải phóng dân tộc và trong công cuộc xây dựng phát triển đất nước hôm nay cùng với toàn tỉnh thời gian qua công tác mặt trận khu phố chính phường nghiệp an thành phố thủ dầu một tiếp tục đổi mới cả về nội dung và phương thức hoạt động phát huy ngày càng tốt hơn vai trò tập hợp xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc chăm lo bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp chính đáng của nhân dân tham gia xây dựng đảng chính quyền trong sạch vững mạnh phát biểu tại ngày hội đại đoàn kết phó chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh nguyễn lộc hà mong muốn rằng cán bộ và nhân dân khu phố tiếp tục phát huy những thành tựu đã đạt được trong thời gian qua thể hiện vai trò của mặt trận tổ quốc về việc đoàn kết tập hợp nhân dân cùng xây dựng đời sống văn hóa phát triển kinh tế ở địa phương